Nếu như tài chính mà chỉ có hơn 100 triệu cho đến 200 triệu đấy thì các bác hãy mua ghép cho em đi. Mua luôn một chiếc xe ghép số tự động bản nhập khẩu này, đi vừa nhàn, thân vỏ cực kỳ chắc chắn, đi rất là sướng luôn. Mua ghép thì các bác có được những gì nào? Thân vỏ chắc chắn này, máy số ngon, ăn xăng thì như ngửi thôi. Và động cơ máy móc khi đè lổ lên thì đúng là như chó thở, nhiều bác trong ngành hay nói là giống như chó thở ạ. Và với chiếc xe ghép số tự động đời 2008 này thì em Hương bán chỉ có 190 triệu. Nhưng các bác nhìn này, lắp ló ở bên cái gương kia là một cái cam 360 này. Đèn gầm đầy đủ cho em này, form dáng là thể thao, các bác chủ cũng là thích thể thao nên là ốp cho em nó dán lên những cái đề cam dình thể thao rất là đẹp luôn. Đèn gầm đầy đủ này, đèn pha là dạng halogen nhưng mà các bác nhìn không? Trong không ạ? Rất là trong luôn. Đứng góc nghiêng cho các bác nhìn được tổng thể thân xe này. Cam 360, la răng là 5 chấu này. La răng hợp kim 5 chấu này, phanh ABS đầy đủ cho em, rất là sắc nét luôn. Lốp đây ạ, lốp còn rất là tương đối thôi. Nếu như về lói mới kính cong thì không phải, nhưng với cái lốp mà nó còn sâu như thế này ấy thì các bác còn đi còn phải lâu mới bắt tiền thay đúng không ạ? Đây, các bác nhìn đây, đây là cái cam 360 trên gương này. Nói chung là về dòng xe ghép số tự động nhập khẩu như thế này thì option của em nó cũng không có gì nhiều. Quan trọng là máy số ngon, đi thì tiết kiệm nhiên liệu. Đây, bước vào luôn khoang bên trong đây, các bác nhìn cho em này. Vô lăng đây, tích hợp 3 chấu. Với chiếc xe này thì chưa có phím bấm trên vô lăng, nhưng mà được cái là có một cái màn hình rất là to luôn. Sấy sưởi kính, lấy gió trong ngoài đầy đủ cho em này. Cổng sạc USB, cổng sạc vừa. Cần số đây, cần số nó sẽ như thế này các bác nhé. Cần số đây. Phanh tay cũng cực kỳ sắc nét này. Ở bên dưới bác chủ cũ cũng lót cho em một cái thảm bằng vải rồi, rất là sạch sẽ luôn. Đây, bên trong còn rất là nhiều những cái gì nhưng mà em không biết này. Đây, bác chủ cũ là một người rất thích hàng hiệu luôn. Có một cái gì đây, hộp đựng hàng hiệu đây. Đúng là dân chơi có khác. Đựng hộp đựng cũng xịn sò cơ. 190 triệu cho chiếc xe ghét, trang bị động cơ là 1.4 nhập khẩu ạ. Đời 2008, số tự động. Bác chủ cũng trần cho em nó một cái bộ trần da 3D hình quả trám màu lông gà con cực đẹp luôn. Đây, cái đèn trần này, màu sáng trong như thế này. Vẫn còn hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhé. Nói chung là một chiếc xe ghét nhập khẩu, giá chỉ có hơn 100 triệu như thế này thôi là rất là ổn định cho em rồi các bác này. Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng quay khách hàng nhà mình xem. Option thì không có gì nhiều, quan trọng là số máy ngon, không đâm xô, không gặp nước, mà giá để ok nè. Đi thì cũng tiết kiệm nhiên liệu nữa, 1.4 nhập khẩu ghét nó sẽ cực kỳ tiết kiệm cho em luôn. Đây, táp ly này, em cũng quay cho mình chi tiết xem này. Đây, cái phần này thì là bác đấy cũng bọc cho em hết rồi. Rong cao su lên là phần keo chỉ nó sẽ được bọc vào như thế này nhé, còn nguyên bản cho em. Lốt kim bóc khóa trẻ nhỏ thông minh này, khi lưu hành trên xe thì các bác giao thông thì các bác sợ trẻ nhỏ sẽ tự ý mở cửa đúng không ạ? Thì có cái chốt khóa thông minh cho em rồi nên các bác hoàn toàn yên tâm này. Hai bánh trước là phanh ABS thì hai bánh sau cũng là phanh ABS cho em. Gọi là bốn bánh đều trang bị bánh phạ phanh ABS này, lốp này. Các bác nhìn lốt cắt này còn sâu không ạ? Rất là sâu luôn. Đã form dáng, đã đề can lên đẹp hết rồi, nhưng mà cũng độ cho em là lipo này, rất là xịn sò luôn. Bác chủ cực kỳ ăn chơi, dân Hà Nội mà. Các bác Hà Nội đây rất là ăn chơi luôn. Đây, cầm bệ em cũng quay cho mình nhá, lipo thể thao rồi. Phía sau thì có bốn mắt cảm biến va chạm này. Biển 30 thủ đô đây. Khoang cốp của chiếc xe ghép này thì nó cũng giống như là một chiếc xe Hyundai i10 bản nhập đấy ạ. Khoang cốp vẫn còn rất là to rộng luôn. Lốp sơ cua đây. Lốp sơ cua này, dụng cụ tăng tích nốt còn đầy đủ cho em nhé. Từng con ốc thì em cũng quay khách hàng nhà mình. Nói chung là 190 triệu mà để sở hữu một chiếc xe êm ngon như thế này em thấy là quá là lý tưởng luôn. Số tự động, những bác nào mà đi bằng B1 thì là đúng là sự lựa chọn hoàn hảo rồi đúng không ạ? Đèn hậu phía sau thì cũng sắc nét to bản này, không hề hấp hơi hay là mờ nước. Đứng góc nghiêng cho các bác xem đây. Đó, rất là đẹp luôn. Thể thao chưa ạ? Đấy, bốn quả lốp em nhìn thấy rất là mới này. Phanh ABS bó cứng đầy đủ cả bốn bánh này. Gương kính thì cũng cam kết cho mình rồi, không thay đâu nhá, không phải kính thay đâu mà kính xịn sò của em nói luôn này. Từng con ốc này, táp ly cửa đây, móc chốt khóa trẻ nhỏ thông minh này. Những cái này là bác biết đã ốp lên cái này rồi. Đây là cái keo chỉ nó còn nguyên zin đẹp cho em luôn. Đây,
vô lăng các bác nhìn này, vô lăng đây. Đồng hồ đây hiển thị sắc led luôn, chạy chuẩn. Order là 15 vạn cho em. Nói chung là xe mà để chạy như thế nào em để nguyên. Nhiều bác bảo là em có chạy lại không, có tua lại không, những cái đấy nếu như mà em thích tua đấy em sẽ tua. Sao lại ít thôi. Nên là em cam kết là không tua order đâu nhá. Xe như thế nào thì em để nguyên như thế. Xe của người dùng tất nhiên phải có order rồi. Chạy ít hay chạy nhiều quan trọng là số máy ngon đúng không ạ? Order chuẩn cho em đấy, vừa rồi em thấy order chuẩn đấy ạ. Là có 15 vạn thôi ạ. Đời 2008 mà order có 15 vạn là ít rồi đúng không ạ? Cam lùi có rồi, cam hành trình có luôn. Mở khoang động cơ máy móc cho khách hàng nhà mình xem đây ạ. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe ghét số tự động đời 2008 bản nhập khẩu cho em đây ạ. Khoang động cơ máy móc đây ạ. Có hơi bị bụi bẩn một chút thôi vì xe mộc mà. Về phát em quay luôn. Xe này bác chủ cũ không có sử dụng nhiều. Gọi là có xe đi lại thôi. Bây giờ bác muốn lên đời xe thì bác đã để lại cho bên em Hương ạ. Các bác nhìn cho em này. Keo chỉ zin của lắp cabo này, những cái lốt cắt của đằng sắt đây. Còn rất là đẹp luôn. Ốc đinh tán lắp cabo từng con ốc này. Không hề bị gì nước gì dầu này. Máy số là chạy cực êm cho em và cũng là siêu tiết kiệm nhiên liệu nhá. Dòng này thì rất là tốt luôn. Thân vỏ cũng là chắc chắn này. Vừa rồi thì em đã quay một video chi tiết nhất về chiếc xe ghét số tự động đời 2008 này. Giá em Hương chào bán là chỉ có 190 triệu thôi. Em sẽ bao rút hồ sơ luôn khách hàng nhà mình. Cũng như là vẫn còn thương lượng thêm, nên những bác nào thật sự quan tâm, thật sự yêu thích thì nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Địa chỉ bày bán là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Video của em đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu của em vào những buổi báo giá trực tiếp trên livestream, trên phát sóng của em vào lúc 11:30 các ngày trong tuần ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.